Bí thư quận đoàn được phân công về hỗ trợ khu vực 1 phường Trà Nóc từ năm 2000. Sẽ cập nhật nhiều thông tin quan trọng được nhờ đây mắt bài và bà con của chúng ta phản ánh về cho tổng đài đường dây nóng 028 38 3. Phòng COVID-19 tại các địa phương là nội dung quan trọng. MC phải tưởng tượng các thuốc mắt để chế chuyện dịch.